Hello, xin chào các bạn. Chai nước hoa ngày hôm nay mình xin review cho các bạn tham khảo á, đó là chai Interlude Black Iris của nhà Emwatch. Thì mình biết á, là chai này các bạn bữa giờ cũng mong đợi mình review lâu lắm rồi. Nhưng mà do các bạn cũng thấy là Covid mà cho nên mấy cái mò nó ở dưới nó đóng cửa, nó đâu có mở cửa đâu. Nó mới mở cửa gần đây thôi. Và hàng hóa đồ nó cái gì nó cũng bị delay hết, cho nên nhiều khi mấy chai nước hoa này họ bây giờ họ tới thời điểm bây giờ họ mới nhận được đã từ giống như là gọi là mấy cái vendor, mấy người mà họ mua của hãng xong cái họ phân phối lại cho mấy cái department store. Thì cái sample này á không phải của cô Christina của tặng cho mình, mà do một cái anh bán hàng kia hồi trước mình mua của ảnh cái chai hình như là Lyric á. Thì xong cái hả lâu nay mình không có mua, mình mua toàn mua của cô Christina không à. Rồi xong cái ảnh anh thấy lâu nay mình không mua, cái ảnh gửi sample để anh dụ mình đó. Thì anh kêu ok thôi, cả anh cũng tốt bụng để bữa nay mình mua ủng hộ anh trai. Thì anh có gửi mình một số cái sample này các bạn. Thì ngoài cái Emwatch Interlude này ra thì anh còn gửi cho mình thêm cái này nè. Mình không biết các bạn Sergio Golden Dala gì đó, với lại một cái sample của một cái nhà gì rất là lạ các bạn, mình không biết nữa, Raymond Monogel gì đó. Đó thì anh nói là cái chai này mới ra thì anh gửi cho mình thử, với lại một cái sample của hai cái sample nữa, đó là chai của nhà Roger Perfumes A Midsummer Dream, với lại thêm một sample nữa là Omon Jan Osmentus đó. Thì bữa nay mình chỉ review Black Iris thôi, còn mấy cái này mình review sau. Thì giống như cũng khá là bất ngờ các bạn, người ta gọi là buồn ngủ mà gặp chiếu manh á. Đó là giống như là bữa giờ mình cũng muốn cái test cái mùi này xem coi nó giống phiên bản gốc như thế nào đó. Thì hôm bữa là mình đi làm về, thì thường thường mình khi mình đi làm về mình có thói quen là ra check thùng mail coi có mấy cái bill, mấy cái hóa đơn gì không. Thì khi mình mở thùng thư ra thì mình thấy ở trong nó có cái bịch sample, nhưng mà mình không biết là cái sample gì. Mình biết khi mình cầm lên thì mình rờ thì mình thấy trong này nhìn nó có sample vậy nè, để mình vô mở ra coi. Thì khi mà mở ra coi cái trời, Interlude Black Iris, mừng quá trời luôn. Kêu trời, cái chai này đang kiếm sample để test mà giờ có là mừng quá đó. Ok, thì bây giờ mình bàn về Emwatch Interlude Black Iris. Thì mình nghĩ mình thì cũng giống như các bạn thôi, phần lớn sẽ đọc dấu chấm hỏi lớn là không biết cái chai Interlude phiên bản cũ có giống với lại cái phiên bản mới này hay không, và chai nào ngon hơn đó. Thì sẵn đây mình trả lời ngắn gọn cho các bạn biết là chỉ có hai cái điểm chính về cái chai, giữa cái chai cũ và chai mới. Đó là nói về tỏa hương á, thì điểm này mình nghĩ là cái chai Interlude bản cũ á, nó mạnh hơn là cái phiên bản mới đó. Tại vì cái bản mới thì họ làm dạng giống như là nó mượt hơn, nó thân thiện hơn, cho nên nó tỏa vừa hơn đó. Với lại như thêm một điểm đó là lưu hương á, thì mình nghĩ là cả hai nó lưu hương nó bám rất là tốt, hơn 12 tiếng các bạn, cho nên các bạn yên tâm về cái mức độ lưu hương của nó. Chỉ là tỏa hương á, thì mình thấy là Black Iris thì nó vừa phải hơn là Interlude, nhưng mà khi mà các bạn mới xịt thì nó cũng mạnh, không có kém gì cái phiên bản cũ đâu. Chỉ là sau chừng nửa tiếng hay một tiếng trở đi á, thì cái mùi nó dịu hơn là cái phiên bản cũ vậy thôi đó. Ok, thì nói về giá tiền của nó đó, 100ml thì hiện tại là $340. Thì hiện tại Emwatch, mấy chai nước hoa của Emwatch đã lên giá rồi. Hồi trước á thì Reflection 280, Interlude Lyric 300, Jubilation 25 như là 305 hay 325 gì đó mình quên rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ này toàn bộ là $340 hết. Đó, tăng. Nhưng mà cũng hiểu thôi, các bạn cũng phải hiểu là Emwatch lâu nay họ không có lên giá, họ vẫn giữ cái mức đó cho tới thời điểm này thôi. Tại là mình mua Interlude với lại Lyric hình như là cuối năm 2017. Nhưng mà từ 2017 cho tới 2020 này các bạn thấy không, họ vẫn giữ cái giá ở mức $300. Chỉ có là sau cái Covid này thì nhiều khi vật giá nó leo thang, cho nên họ mới
là 340 đô, nhưng mà cá nhân mình thấy 340 đô cho 100 ml mà một chai nước hoa niche, nhưng mà những cái mùi hương mà nó độc đáo như vậy á, thì mình thấy nó cũng rất là đáng tiền mua. Tại vì đối với, các bạn cũng biết á, đối với mình á, là Emoise là thương hiệu nước hoa hàng đầu đối với mình, là mình rất là mê nước hoa của nhà Emoise đó. Ok, thì nói về mùi hương của chai này á, thì trên cơ bản á, thì nó vẫn là cái xương sườn của Interlude bản cũ đó. Nó chỉ khác một chút á, đó là nhiều người họ nói là họ ngửi cái mùi phấn hoa diên vĩ, nó orange butter, cái bơ nó béo béo, nhưng mà mình không ngửi được cái đó, mình không thấy nó béo gì hết, mình chỉ thấy nó nhàn frankincense rất là đặc trưng của mấy chai Emoise. Nhưng mà nó có một cái điểm mà rất là dễ nhận biết các bạn, đó là cái chai phiên bản mới á, Black Iris á, thì nó xanh hơn là cái phiên bản cũ đó. Mình nghĩ nó xanh là từ cái mùi hương hoa tím với lại cây hương thảo á, nó xanh xanh, nó mát mát, nó the mới xịt á, thì các bạn sẽ thấy rõ liền, nó khác ngay ở khúc đầu luôn. Nhưng mà càng về sau thì cả hai nó vẫn là nhũ hương mộc dược đó, nó rất là đặc trưng. Mà mình nghĩ không có chai nước hoa nào mà nó giống với là cái mùi Interlude các bạn. Mình nghĩ là Interlude khi mà họ làm ra là coi như là rất là độc đáo. Sau này mấy cái chai, có thể một số chai thì nó bắt chước Interlude thôi, nhưng mà mình nghĩ tại thời điểm mà họ làm ra cái chai Interlude á, là chỉ có một mình nó thôi. Đó. Ok, về lưu hương á, thì 12 tiếng là chuyện nhỏ đối với mấy chai của nhà em mua. Chai Lyric á các bạn, chai màu đỏ, mình nói thiệt với các bạn á, hồi trước mình xịt lên áo á, mình để trong tủ á, không giặt cả nhà, để trong tủ thôi, không mặc luôn. Cứ để coi, mình test coi nó bám bao da bao lâu á, 3 tháng, 3 tháng. Nói chung là mấy chai em wash nó bám, là các bạn không có cần phải thắc mắc. Nhưng mà tỏa hương á, thì mình nghĩ đối với mình á, thì mình thấy cái chai Black Iris này á, nó tỏa hương khoảng chừng nửa cánh tay, nhưng mà có thể những người xung quanh thì họ ngửi được khoảng trong vòng một cánh tay đó. Dùng vào dịp gì á, thì cá nhân mình thấy á, nếu mà các bạn dùng cái phiên bản cũ ở trong môi trường văn phòng á, thì nó hơi quá, tại vì như mình đã nói là cái mùi nó tỏa rất là mạnh, cho nên và cái mùi frankincense, mấy cái mùi nhũ hương mộc dược mà dạng phong cách Trung Đông rồi á, thì nhiều người họ ít khi mà giống như thường á, là các bạn họ chỉ biết những chai như Chanel, Bleu de Chanel hay là Dior, Sauvage, hay là mấy chai CK1, mấy cái chai dạng sạch sẽ rồi, dễ dễ ngửi. Chứ có một số người họ họ chưa có ngửi qua mấy chai Emoise, cho nên khi mà các bạn xịt á, thì nhiều khi họ không có quen á đó. Nhưng mà riêng cái chai Black Iris á, thì mình thấy nếu như những người mà mới bắt đầu chơi nước hoa, họ ngửi cái Black Iris, thì mình nghĩ họ sẽ dễ có cảm tình hơn là cái phiên bản cũ, tại vì nó dạng nó thân thiện hơn, nó mượt hơn, nó nhẹ hơn là cái phiên bản cũ đó. Cho nên nếu mà các bạn muốn xịt đi làm á, thì mình nghĩ các bạn có thể xịt một cái hoặc là hai cái là vừa phải thôi, tại vì mới xịt nó rất là mạnh đó, cho nên mình nghĩ là một cái là đủ rồi. Độ tuổi khuyên dùng thì mình nghĩ là cũng nên trên 25 tuổi, tại vì này mùi hương này nó hơi cứng cáp một chút xíu chứ nó không có trẻ trung đó. Chấm điểm á, thì mức độ yêu và ghét thì mình chấm nó 5 trên 5, thì thực sự như mình đã nói là mình mê, rất là mê Interlude, nhờ cho nên cái Black Iris này mình cũng rất là thích. Thì đó, thì mức độ yêu và ghét thì mình chấm nó 5 trên 5, mình rất là yêu cái mùi Black Iris này. Điểm đặc biệt của nó thì 5 trên 5. Nói chung là cái mùi hương nó không có đụng hàng, rất là độc quyền. Giá tiền của nó thì mình chấm nó là 3 trên 5, khá là cao các bạn. Bây giờ 340 đô cho 100 ml cũng khá là cao đó. Lưu hương thì 5 trên 5, tỏa hương thì 5 trên 5, thì tổng số điểm của chai này là 4,6 trên 5 điểm. Kết luận của mình á, thì rất là đơn giản các bạn. Nếu như các bạn đang sở hữu cái chai Interlude phiên bản gốc, thì mình nghĩ các bạn không có cần phải mua Black Iris nữa, tại vì trên cơ bản thì cả hai mùi hương nó đều như nhau, cho nên mình nghĩ các bạn không có cần phải sở hữu cả hai chai cùng một lúc đó. Còn nếu như những bạn nào mà chưa có từng sở hữu qua chai Interlude phiên bản gốc, và các bạn khi mà các bạn ngửi thử cái mùi hương này các bạn thích, thì các bạn xem coi các bạn có thích Black Iris hay không, tại vì như mình đã nói là nó thân thiện với
những người xung quanh hơn là cái phiên bản gốc đó. Nhưng mà nói về độc đáo mà phê mà ghiền á thì mình nghĩ nó không có bằng phiên bản gốc đâu các bạn. Cái phiên bản gốc các bạn ngửi nó mạnh á, cái mùi nó cay mà nó lên tới ốc, cái mùi nó đã nó đã lắm các bạn. Chứ bây giờ mình mặc dù mình không có ngửi nó, nhưng mà bây giờ mỗi lần mình tưởng tượng tới cái mùi hương nó là nó đã, nó lên tới ốc mà trời ơi, nó đã lắm. Nó giống như nó có cái gì chích 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 trong đầu vậy, nó đã. Còn cái phiên bản mới thì nó vẫn giống vậy thôi, nhưng mà nó không có phê bằng đó, thì mình chỉ nói cho các bạn biết vậy thôi đó. Ok, thì đó là những gì mình cảm nhận về cái chai Black Iris này. Thì trên cơ bản thì như mình đã nói là nó cũng không có gì khác cho lắm, ngoại trừ khi mà các bạn mới xịt lần đầu tiên á, thì cái Black Iris thì nó xanh hơn là cái Interlude. Interlude thì mình nghĩ như nó ngọt hơn thì phải đó, nó đa phần nó ngọt hơn, nó ngọt kiểu mà nhũ hương á đó, mấy cái nhang rồi nó ngọt. Ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Chào tạm biệt.